Ủa làm em này, xin chào. Hôm nay em đây em quay cho các bác hội và hội làm nhé. Đây là nên các khán giả đang lên trên nhà truyền thống để tham quan, cũng như là xem để biết như nào. Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa, Thông thể thao, Du lịch trưng bày kỷ niệm 145 ngày khởi nghĩa Yên Thế năm 1884 năm 2024. Bài tỉnh mục một di tích quốc gia đặc biệt. Quay ra vào những cái tư liệu của Hoàng Hoa Thám. Đây là ông Hoàng Hoa Thám. Đây là ông Hoàng Hoa Thám. Bây giờ em đứng trên tầng 2 của nhà lưu niệm cũng như nhà bảo tàng của Đề Thám. Kia là ông, em đang đứng xa xa kia là tượng bảo tàng nhỉ. Đấy, đây các bạn, và đây là một tượng Hoàng Hoa Thám. Em đang đứng ở trên tầng 2. Các khách thập phương đang đi rất đông. Rồi em đi xuống tầng 1. Bây giờ em xuống tầng 1 nhé. Các khách thập phương rất đông rầm rộ. Cố làng em xin chào các bạn nhé. Đây là lễ hội kỷ niệm 145 ngày khởi nghĩa Yên Thế. Đây là em đang quay các bác xem cái sân khấu nhá. Bây giờ là 16:30 ngày 15 tháng 3 là ngày lễ hội kỷ niệm 145 ngày khởi nghĩa Yên Thế.
Em quay cho bạn nha, em quay tổng thể hết cái khu này, là đến tối là có các đoàn biểu diễn. Tầm này bà con vẫn đang đến rất đông. Bây giờ em vào trong khu các sản phẩm trưng bày của các địa phương, các tỉnh, các huyện về những cái món đặc sản của vùng miền nhé. Bây giờ em quay cho các bác xem tổng thể luôn, tổng thể khu vui chơi này. Em ao hồ đang hát quan họ, kia là các quán hàng bán ăn, hàng nước. Bây giờ em đang quay các sản phẩm của các địa phương. Đây là các gian hàng trưng bày. Gian hàng trưng bày nhé. Đây là của huyện Yên Lư. Đây em quay các bác. Đây các sản phẩm của huyện Yên Lư, Hương Yên, các hàng mắm, mắm Cát Hải nhá. Tỉnh Quảng Ninh là đi có thương hiệu trà. Đây các gian hàng. Đây các gian hàng có nước mắm, nước mắm đặc biệt mắm ruốc cá. Mình giúp cá các bạn. Mình giúp hải sản. Mà bạn ơi em quay đi. Đây. Nước mắm này là đặc biệt 300k. 300k một lít. Vâng, 300k. Đây là gian hàng của Cát Hải Hải Phòng nhé, Cát Bà. Đây là gian hàng. Đây là em đang quay khu tổng thể của khu kỷ niệm 145 ngày khởi nghĩa Yên Thế. Đây là các gian hàng em vào em quay cho bà con và các bạn xem. Đây là nhãn Long Nhãn Hương Yên. Vâng, nhãn Hương Yên sấy khô. Rồi. Đây. Đây anh này anh ấy đang giới thiệu sản phẩm. Anh ấy rất chi rồi. Đấy. Bà con xem. Không muốn mua rồi mua. Sâm núi Rành nhé, các bác ơi, đây là thương hiệu sâm núi Rành của Tân Yên, Bắc Giang. Sâm núi Rành. Đây là các bác xem lịch sử của cây cây. Anh nào YouTube anh ạ? Rồi. Đó là sản phẩm thâm thương hiệu của núi Rành. Đây
gốc. Các bác xem sân khấu đang quay nhá. Rồi, các bác xem vlog sân khấu làng vlog đang quay các bác xem khu kỷ niệm 145 ngày khởi nghĩa Yên Thế. Bây giờ đang đứng ở sân khấu hoành tráng chuẩn bị biểu diễn. Bài tiếp sản phẩm cho các bạn, bài tiếp những cái sản phẩm này lên nha. Bạn à? Đúng rồi. Nguyễn hả? Mẹ không? Tao đang đi tìm mày. Mày ngồi đây. Và bật mũi thôi.